Một mình ổng ổng đeo 20 cái mắt kiến chắc bị chơi rồi đó. Tại vì á, ở nhà mấy ngày Tết này thấy ở nhà ở không cũng không làm gì, nhận đơn đi giao hàng kiếm được đồng nào đỡ đồng đó cho nhóc nó ăn. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Anh ơi, anh cho em hỏi ở đây phải số 58 đường Phú Thuận quận 7 không anh? À đúng rồi chị. Mà sao nãy giờ em gọi điện thoại hoài không có ai bắt máy, tại em giao hàng á. Này phải số mới không anh hay là có số cũ vậy không? Số 58 là đúng rồi đó, nhưng mà chỉ có lộn không? Tại vì giờ người ta nghỉ Tết rồi. Hai mẹ con shipper tìm địa chỉ để giao hàng. Đó nè anh. Cái này là cái xưởng á, mà giờ người ta nghỉ Tết rồi, ta về quê hết trơn rồi đâu có ai đâu. Có ông bảo vệ cổng rồi, giờ này giống ngủ rồi. Vậy hả? Nãy giờ em cứ qua vẫn kêu không? Dạ có, em đứng em kêu quá trời, không có ai hết mà đúng số ở đây luôn mà. Ta đặt ở đây nè, shop nó ghi nè. Vậy gọi lại số đó thử thôi. Nhiều khi người ta bận nó không mất máy, giờ gọi lại thử thôi. Người phụ nữ tiếp tục gọi điện. Dạ không ai bắt máy hết á, nhưng mà cái này shop nó là địa chỉ nhà. Tại vì thấy ngày tư ngày Tết ở nhà cũng ở không á, rồi cái hai mẹ con cũng tiếc rồi chạy đi giao hàng cho kiếm được nhiêu kiếm. Ý là anh cứ hỏi giao gì để biết coi phải không bảo vệ không đặt không. Dạ mắt kiến anh. Mắt kiến hả? Mắt kính á. Bao nhiêu cái? Dạ 20 cái luôn. Rồi vậy là chắc không lộn rồi. Một mình ổng ổng đeo 20 cái mắt kiến chắc bị chơi rồi đó. Phải đưa tiền trước cho shop tới hả 2 triệu mấy luôn á. Cái bụng hả con? Mình trả lại được không? Shop đóng cửa rồi, giờ shop cũng nghỉ luôn rồi. Em không biết có chịu trả lại không nữa. Thôi em cảm ơn hai anh nha. Không còn cách nào khác, hai mẹ con đành bỏ đi. Thôi anh nói ngay nè. Mượn coi mắt kiến anh. Hai thanh niên ngỏ ý mua giúp đỡ. Anh không có mua hết được, đúng không? Anh cũng làm công thôi à. Dạ. Anh mua giúp em 2 cái nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cũng mấy 2 cái đi. Được, mấy 2 cái này đi. Dạ. Nè bây giờ shop người ta nhiều khi ta cũng làm ăn đàng hoàng, bây giờ em cứ gọi cho chủ đi, nhiều khi người ta có phương án, người ta giúp đỡ, người ta thu lại cho. Dạ. Chứ mà mình biết cầm vậy biết ai mua giùm, rồi mình xài thì sao xài, rồi ngốn đóng tiền cái đó, hai mẹ con lấy đâu tiền ăn. Dạ, chắc em cũng hỏi thử chứ bây giờ shop cũng nghỉ rồi. Cảm ơn của em. Anh là 200 đúng không? Dạ. Dạ cho em gửi anh. Thôi giữ đi, hai mẹ con ăn uống. Dạ em cảm ơn anh, cảm ơn nha. Đợi anh xíu đi, 3 ngày Tết mình chạy vòng vòng đợi anh xíu đi. Dạ. Thanh niên còn có hành động khá bất ngờ. Nè. Cái gì anh? Ở đây có mấy lốc cửa của con anh á, với mấy bộ quần áo cũng của con anh rồi, với bé này nè, giữ cho nó mặc, rồi sửa cho nó uống. Dạ em cảm ơn anh, cảm ơn bác cho con. Có mấy cái hũ bánh Tết nữa. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, cho chúng ta thấy được tình người với nhau trong xã hội. Đúng với câu lá lành đùm lá rách.